khó. Cho nên là nhiều con khóa mình cũng thật sự là áp lực lắm. Cho nó đủ bộ luôn với nhu cầu. Mấy đứa chị hình như học võ thị sáu mà. Nó qua cái đốt điện tử ương ương ấy thì nó đỡ. Khi đây là cái mười mấy rồi nhức đầu luôn á. Ôi, em thấy Thảo lên nhà chị nó ngoan muốn chết. Thì mấy đứa nó giờ hiện tại nó chứ, nhưng mình cũng sợ chứ, đâu biết được đâu. Ta môi trường tiếp xúc nhiều cái tư tưởng. Chứ ra nhiều đứa đó mình đều cần nói là cái bên mặt thì mình khổ lắm, cái tuổi nó vậy á. Thế nên mình thấy con người ta là mình sợ. Nhưng chỉ mong là ừ, mấy đứa nó cứ bình thường. Nó cứ bình thường là tốt. Chúng ta nói xuất chúng thì cha mẹ có thiên tài gì đâu, rồi con nó xuất chúng, kể lên đi. Thế này thôi, cứ vừa vừa đừng có bỏ bê việc học hành. Nhưng sau này đứa vất vả, còn nếu không thì cũng phải tự cay thôi. Lâm nghiên, ba mẹ học cho đã ra cũng cãi như đầu. Câu chuyện đấy cái đường học vẫn học hành sự nghiệp thì đã đi làm thì vất vả hơn chứ. Mình cứ là cái gì đâu cứ bắt con rồi chứ. Mỗi đứa nó cái mức độ tiếp thu không phải dí à. Không, tùy như con Linh nhà chị thì chị không phải dí, là tự nó có ý thức nó học. Còn chị Thảo thì chưa biết đi học, chưa biết sợ là gì. Nhiều đứa nó sợ cô, nó làm bài tập đó, sợ cô hỏi. Ôi chị ơi, cái bà Thảo là mà miệng đỡ chân tay lắm. Tại vì nhìn nó là có thiện cảm rồi. Còn bà Linh cũng đẹp nhưng mà ý là nó bà Thảo nhìn bà vô là mình có cảm tình với bà liền luôn á. Ừ, thì đúng đó. Bà Thảo là hoa hậu thân thiện nè. Bà không biết người quen người lạ lúc nào bà cũng tươi. Công an công chức nhà nước kia là chính thức, áp lực lắm, áp lực lắm, đúng rồi đó. Rồi đấu đá nhau rồi gì